Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã chọn và đã đến với chương trình của VCOW Television phát hình trên các băng tần 57.13 tại miền Nam California, 16.2 tại miền Bắc California và trên www.vcow.tv. Đây là chương trình Mạng Đàm Anh Ngữ với diễn giả Phạm Gia Đại và phần host là về Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đã bước sang kỳ thứ 105. Trọng Nghĩa xin thân mến chào diễn giả Phạm Gia Đại. Chào anh Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là một chương trình rất là quan trọng. Đây là một trong những cái chương trình mà dạy học của giáo sư Mỹ mà chúng tôi lấy ra để đưa đến quý vị. Nó liên quan tới việc mà chúng ta làm sao học tiếng Anh để chúng ta nhớ được tiếng Anh đó mà chúng ta đã học. Cho nên cái đề tài ngày hôm nay tức là Best Ways to Review and Remember English, tức là những cái cách tốt nhất để chúng ta ôn lại và chúng ta nhớ lại tiếng Anh mà chúng ta đã học. Đó, trong cái bài học ngày hôm nay người ta đưa ra có 5 những cái hướng dẫn tất cả. Chúng ta đi theo 5 cái hướng dẫn này thì có thể nói chắc chắn là chúng ta sẽ ôn và chúng ta nhớ lại những cái gì chúng ta đã học. Chúng tôi xin lược sơ qua về 5 cái hướng dẫn này. Hướng dẫn thứ nhất đó là study as frequently as possible, tức là học đi học lại, học thường xuyên, tức là học thường xuyên, càng thường xuyên thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là take notes and make drawings, tức là hãy ghi chép những cái ghi chú trong cái cuốn vở của mình và vẽ ra những hình vẽ tượng trưng. Thứ ba nữa là create your own examples, tức là chúng ta sẽ tự đặt câu lấy, chúng ta tự nói lên một số câu hỏi của chúng ta đó để chúng ta tập làm quen với tiếng Anh. Thứ tư nữa là review often, là chúng thường phải ôn, thường xuyên ôn, chứ không phải là một năm chúng ta ôn lại mà lại một lần là chúng ta quên mất tiêu rồi. Cái thứ năm nữa là explain what you learn to someone else, tức là hãy giải thích, nói chuyện cái điều gì bạn vừa học được với một người khác nữa để mình cùng trao đổi với nhau đó, thì bây giờ mình cùng ôn với nhau thì nó dễ nhớ hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ đi vào cái số 1. Số 1 đó là study as frequently as possible, tức là học thường xuyên, càng thường xuyên càng tốt. As frequently as, đây là một cái idiom, một cái expression, một cái cách viết người ta dùng rất là nhiều khi mà nói so sánh, thường xuyên, as frequently as possible, là càng thường xuyên thì càng tốt. Điều này là người ta giải thích bên dưới đó, quý vị nhìn trên màn hình quý vị thấy rằng là studying 15 minutes a day every day or taking a 2-hour class once a week. Người ta cho một thí dụ là nếu chúng ta học mỗi một ngày 15 phút thôi, mỗi một ngày 15 phút, hay là chúng ta học một lớp học 2 giờ nhưng một tuần chúng ta chỉ học có một lần thôi, cái nào tốt hơn? The daily study is better even though it's technically less total time. Ở đây người ta kết luận là học mỗi một ngày thì tốt hơn. Even though, mặc dù, đây cũng là một cái thành ngữ chúng ta phải học thuộc. Even though, mặc dù, nói như vậy đó, nhưng mặc dù vậy thì nó lại khác đi. Mặc dù vậy, đó là, mặc dù vậy thì trên kỹ thuật mà nói technically, technique là kỹ thuật, technically là nói một cách kỹ thuật đó, thì nó ít giờ hơn. 15 phút ít hơn là 2 giờ, nhưng 15 phút mỗi ngày hơn là 2 giờ trong một tuần lễ. Đây là người ta giải thích cách học anh văn như vậy. If you do a big class or study sessions once a week, the problem is you're not thinking about or using practicing your English during the other 6 days of the week. Đó, họ giải thích rất là rõ. Nếu mà bạn làm một cái buổi học, một cái class, đây có thể là một lớp học, có thể là một cái buổi học của bạn rất là to lớn, thì trong 2 tiếng đồng hồ là hay là một cái study session, cũng như là một cái session, là một cái đoạn, một cái khúc nào học của mình đó, once a week, một tuần có một lần thôi. The problem is, cái vấn đề ở đây, cái trở ngại ở đây đó là bạn không có nghĩ về nó, thinking about, hay là dùng nó, hay là practicing là thực tập nó, thực tập cái tiếng Anh của bạn trong 6 ngày kia của tuần lễ. The other 6 days of the week, đây cũng là một cách mà chúng ta học để viết văn nha. 6 ngày kia của tuần lễ. Cái ngày hôm nay, thí dụ ngày hôm nay là thứ 6, chúng tôi đang thâu hình ở đây. 6 ngày kia tức là từ thứ 7 cho tới thứ 5. Chúng ta học tiếng Anh ngày hôm nay, 6 ngày kia chúng ta bỏ quên, chúng ta không ôn lại nữa. Thì đó người ta gọi là the
the other six days of the week. Đây cũng là một cách để viết văn, chúng ta tập viết đặt câu. So you end up forgetting most of it. Cho nên nó xảy ra cái chuyện gì? To end up là cái gì? Kết cục nó đi tới cái gì? End up. End up kết cục nó đi tới là bạn quên hầu hết nó. Most of it, hầu hết cái điều mình đã học rồi. But when you put in just a little bit of time frequently, like 15 minutes a day, you're constantly refreshing your knowledge and keeping English top of mind. Nhưng nếu mà bạn để nó in, put in chỉ một ít thời gian thôi, just a little bit of time, chỉ một ít thời gian thôi, a little bit of time là chỉ một chút xíu thời gian như 15 phút thôi, nhưng mà frequently, thường xuyên, như là 15 phút một ngày chẳng hạn đó, thì bạn sẽ là refresh, làm cho mình nhớ lại, refresh là nhớ lại cái điều gì, làm cho nó mới lại. Cái constantly là thường xuyên, mỗi ngày làm thì nó là constantly refreshing, làm nhớ, nhớ lại như thế. Nhớ lại cái gì? Cái knowledge là cái kiến thức của bạn. Và keeping English và giữ cái vốn Anh ngữ của bạn đó đó, top of mind, tức là bên trên cái trí óc của mình. So it's easier to remember and it comes to your mind faster. Cho nên điều này đi tới cái điều gì? Điều này nó đi tới rằng là cái điều đó nó dễ hơn. It's easier to. Cái câu này cũng là một cái expression. Nó dễ hơn để làm cái gì? It's easier to. It's easy là dễ, còn easier là dễ hơn. Nó dễ hơn để mà nhớ. Và nó đến, nó vào trong óc của bạn nhanh hơn. Comes to your mind faster. Số 2, take notes and make drawings. Cái hướng dẫn thứ nhì của họ đây cũng rất là quan trọng, mà chúng tôi đã nói nhiều lần rồi là quý vị phải ghi chú. Quý vị có một cái notebook, có một cuốn sách để đó. Đây là lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4. Trong lesson 1 có những cái gì ghi note lại. Và trong ghi note đó, đôi lúc chúng ta muốn nhớ cái đó. Thí dụ bây giờ chúng ta học một con mammoth chẳng hạn, chúng ta không biết con mammoth là con gì hết, thì chúng ta vẽ cái hình nó ra. Khi chúng ta drawing, nó vẽ hình ra, chúng ta con này là con mammoth, hoặc là con này là một loại voi, một khủng long hồi xưa đã tuyệt chủng. Thí dụ như thế, thì cái drawing nó giúp cho chúng ta nhớ lại cái note mà chúng ta đã ghi. Nowadays we do a lot of our studying online. Ngày hôm nay thì chúng ta học ở trên online rất là nhiều. And this is great, but the problem is that if you're only staring at the screen, it's very passive. Mà tôi giải thích là nếu mà học online thì nó như thế nào? Nó rất là tốt, rất là hay, great. Nhưng cái vấn đề là nếu mà bạn chỉ có nhìn vào màn hình một cách chăm chú, to stare at là nhìn chăm chú. To stare at someone tức là mình nhìn chăm chú vào cái người nào đó, làm cho người ta mắc cỡ, là stare at là có đó, có nhìn một cách hơi không có lịch sự lắm, là to stare. Thì cái gì? It's very passive. Cái hành động đó của bạn nó rất ư là thụ động. You're just looking and trying to take in the knowledge. You are not doing anything. Tức là bạn đang nhìn vào và cố gắng để mà lấy cái kiến thức đó, take in the knowledge, lấy kiến thức đó vào cho mình. Nhưng bạn không có làm cái gì cả. Đó là thụ động. So one very simple thing you can do is take notes. Cho nên một cái điều rất là đơn giản là bạn có thể ghi chú. Take notes là ghi chú. And I recommend handwritten notes. Và tôi đề nghị rằng quý vị viết bằng tay. Handwritten là chữ viết bằng tay. Còn typing là đánh máy. Còn đây là handwritten notes, tức là những cái note mà chúng ta viết bằng tay của chúng ta thì chúng ta dễ nhớ hơn. Actually write things down in a notebook. Don't just copy and paste on your computer or save a link on your cell phone. Người ta đề nghị mình là actually thực tế thì viết những cái write things down, viết những điều đó xuống đó, trong một cái notebook đó. Đừng có copy và paste nó. Chúng ta biết trên computer copy cái đó, chúng ta paste qua thì nó nguyên cái trang đó, nguyên cái dòng đó nó hiện qua bên kia trên cái computer, hay là save cái link đó trên cái cell phone của mình. The action of writing things down will help you remember the information better. Cái lý do người ta đề nghị cho mình viết bằng tay đó là bởi vì rằng hành động mà các bạn viết các cái chữ đó xuống á sẽ giúp cho bạn nhớ
cái information, cái hình thức, cái tin tức, cái tên, cái chữ đó tốt hơn. And I also recommend drawing learning pictures. Và tôi cũng là khuyên các bạn nên vẽ những cái hình vẽ nhỏ nhỏ. Just try drawing a simple object or diagram that will help you remember each vocabulary word. Hãy thử vẽ một cái vật gì rất là đơn giản, simple object, hay là một cái diagram, hay là một cái sơ đồ. Nó sẽ giúp cho bạn nhớ mỗi cái từ ngữ ngữ vựng đó, giúp cho mình nhớ nhiều hơn. Our brains are better at remembering visual information than text. Cái trí óc của chúng ta nó sẽ nhớ nhiều hơn khi nó nhìn bằng mắt, visual information. Khi mà những cái hình ảnh, những cái tin tức bằng mắt đó nó được nhìn bằng mắt thì nó thâu vào trong con người ta nhiều hơn là cái text. Cái số 3 là gì? Hướng dẫn số 3 là create your own examples. Câu này rất là quan trọng. Nó quan trọng tại sao? Là bởi vì khi chúng ta học rồi mà chúng ta không thực tập, chúng ta sẽ quên. Bây giờ chúng ta nghe thấy người ta viết một cái câu này, chúng ta sẽ bắt chước như viết làm câu y hệt. Mình mà đặt cái tên khác đi thôi thì cái câu đó là câu của mình, và mình nhớ câu của đó, từ từ nhập tâm, về sau mình cứ tự mình viết được, từ sau mình cứ tự động viết xuống là thành câu. Đó, cái đường nó đi từng cái bước như vậy. Đầu tiên là phải bắt chước. Cho nên người ta hướng dẫn mình là when you learn a new word or you're studying a particular grammar structure, your teacher will probably show you a number of examples to help you understand it. Tức là khi mà bạn học một chữ mới, hay là bạn đang học một cái cấu trúc văn phạm nào đó, đặc biệt nào đó, particular, thầy cô giáo của bạn sẽ probably là có thể show cho bạn một số những cái thí dụ để giúp bạn hiểu cái chữ, cái câu đó hơn. Then you can take it one step further by creating your own example. Và từ đó, bạn có thể đi một bước hơn, take it one step further, là đi một bước xa hơn. Take one step further là đi một bước xa hơn bằng cách by creating. To create là tạo ra cái thí dụ riêng của bạn. Creating, ở đây creating chúng học thêm một ngoặc thêm là the creator, là nói đến đấng tạo hóa, cái người đã tạo ra vũ trụ, the creator. Because this creates a personal connection with the vocabulary or the grammar structure. Bởi vì tại sao? Bởi vì rằng cái điều này nó sẽ tạo ra một cái liên hệ, một cái nối, kết nối cá nhân con người của bạn với lại cái mà cấu trúc structure, cấu trúc về văn phạm, về ngữ vực. So if you learn the word generous, think about people who are generous and write some sentence about them. For example, thí dụ bây giờ bạn học một cái chữ generous, tức là rộng rãi, là bao dung, là sống vì người khác, đó là generous. Thì bạn hãy nghĩ tới những cái người nào mà bạn nghĩ rằng họ là generous và viết một vài cái câu về những người đó. Thí dụ, my best friend is generous because she donates a lot of money to charity. Oh, người bạn tốt cho tôi. My friend là bạn. Good friend là bạn tốt. Best friend là bạn tốt nhất. Là thì cái người bạn này làm sao? Thì họ rất ư là giàu lòng, nhân ái, generous. Bởi vì đó cô ta đã tặng rất nhiều tiền, a lot of money là nhiều tiền, cho những cơ quan từ thiện, charity. If you've learned about using the present continuous tense for future actions, try to describe your own future actions using that tense. Nếu mà bạn đã học về cái sử dụng cái thì hiện tại liên tiến, present continuous là thì hiện tại liên tiến. Ví dụ như bây giờ tôi đang nói chuyện với các bạn, đó là thì hiện tại liên tiến. Và nó dùng cho những hành động trong tương lai chẳng hạn, nó thì chúng ta cố gắng mô tả, describe là những hành động tương lai của chúng ta đó, trong khi chúng ta dùng cái thì đó.
thì chúng ta học rồi, cái thì mà hiện tại liên tiến có thể nói là đang diễn ra tại hiện tại hay là sắp sửa diễn ra trong tương lai. Đó là thì hiện tại liên tiến nó có hai cách dùng. Thì cách dùng đây người ta nói dùng là cách dùng tương lai. Tomorrow I'm meeting my sister for coffee. Tức là ngày mai, tức là chưa đến, đúng không? Tôi sẽ gặp cô em gái của tôi để uống cà phê. I am meeting, đó là thì hiện tại liên tiến, nhưng nó là tôi sẽ gặp vào ngày mai chứ không phải ngày hôm nay. Next week I'm taking a couple days off work. Tuần tới tôi sẽ nghỉ một vài ngày, không làm việc nữa, off work, không có làm việc. When you do this, not only are you putting what you learn into practice, but you're doing it in a way that's relevant to you. That describes your life and this really helps you remember it better. Câu này nó giải nghĩa thêm nữa. Nếu bạn làm cái điều này như tôi vừa mới trình bày cho các bạn xong đó. Not only, không những, khi chúng ta nói là không những cái này còn cái khác nữa thì chúng ta là not only but also, là hai cái nghĩa là không những thế này mà còn thế kia nữa. Không những bạn đang đưa những cái điều bạn học vào trong cái thực hiện. Put something in practice là không phải bằng lý thuyết. Chúng ta đưa nó vào thành thực tế, thực hiện nó là put something in practice. Mà bạn đang làm nó trong cái cách mà nó thích hợp với mình. In a way. Mình làm in a way tức là làm theo cái cách nào đó. In a way. Mà relevant là nó thích hợp đối với mình. Mà nó mô tả cuộc đời của bạn. Và cái điều này giúp cho bạn nhớ cái chữ đó tốt hơn. Bây giờ tới cái số 4, hướng dẫn số 4 là gì? Review often, quan trọng vô cùng. Cái này phải ôn lại thường xuyên bài học của mình. A common mistake is studying something once and then always moving on to something new. Người rất nhiều người học tiếng Anh đã vào cái mistake này, đã có cái sai lầm là cái sai lầm thường xuyên là đang học một cái gì một lần và rồi lại move on, lại đi tới cái bài mới để học nữa. Without ever reviewing what you learned before, mà không có hề ôn lại cái bài mình đã học trước, But science shows that we remember more information when we review it over time. Và cái khoa học đây là cái khoa học mà dạy về trong cái ngành mà sư phạm đó, thì họ nói rằng, họ show, người ta cho thấy rằng là chúng ta nhớ những cái từ ngữ information đó, cái văn phạm đó nhiều, chúng ta nhớ nó khi chúng ta ôn nó over time, ôn đi ôn lại là over time. At the beginning of each new study session, before studying a new lesson, spend a few minutes reviewing what you learned in the previous lesson. Đây là lời khuyên của thầy cô giáo người Mỹ, người ta nói rằng at the beginning of, là bắt đầu của một cái gì? At the beginning of an era, là bắt đầu của một cái kỷ nguyên, của một cái thời đại, era mà thời đại. Thì đây là bắt đầu của mỗi một cái lớp học session, một lớp học mới. Trước khi học một bài học mới thì hãy để một vài phút để ôn lại cái gì bạn đã học trong cái bài trước. Previous lesson là bài học trước. And once a week, don't study anything new. Instead, review everything you learned in the past week. Và mỗi tuần một lần, đừng có học thêm cái gì mới nữa. Học xong một tuần gì ngừng. Instead, thay vì là học nữa, instead là chúng ta sẽ ôn lại mọi việc, everything, ôn lại hết cái gì bạn đã học trong cái tuần vừa qua. This rhythm of learning and reviewing will help you remember things better. Cái việc mà cái nhịp thường xuyên thường lệ như thế đó về vừa học lại vừa ôn đó, cái nhịp độ vừa học vừa ôn như thế đó sẽ giúp cho bạn nhớ những cái điều đó tốt hơn. Các điều đó là gì? Là ngữ vựng với lại văn phạm và cách đặt câu. Cái số 5 cuối cùng á, chúng ta nhìn thấy cái số 5 là hướng dẫn là gì? Explain what you learned to someone else.
là bạn hãy nói chuyện, diễn tả, giải thích cái điều bạn vừa học với một người bạn cùng học với mình, hai người trao đổi với nhau. This is a great thing to do. Đây là một điều vô cùng hay, vô cùng là lớn lao mà bạn làm. If you have a friend who is also learning English, nếu mà bạn có người bạn cũng đang học tiếng Anh như mình. Don't just study the same stuff together. Đừng có học cùng một cái đề tài với nhau, cùng một vấn đề, stuff là vấn đề đề tài với nhau. Instead, thay vào đó, study different things separately. Thay vào đó thì học những cái đề tài, những cái câu chuyện nó khác biệt nhau. And then meet together to teach each other what you've learned. Và khi mình gặp nhau đó thì mình dạy với nhau, teach each other, chúng ta dạy lại người bạn cái gì chúng ta đã học, và người bạn dạy lại cái gì họ vừa học, thì hai người lại học thêm được những điều mới. Thì chúng tôi vừa mới trình bày cho quý vị năm cái hướng dẫn rất là căn bản để cho chúng ta học tiếng Anh, chúng ta ôn tiếng Anh, chúng ta không quên và chúng ta nhớ, chúng ta thực tập và chúng ta viết được, chúng ta nói được những câu rất căn bản về Anh ngữ. Đây là một cái bài học tôi nghĩ rằng quan trọng và căn bản nhất trong những bài mà chúng tôi trình bày với quý vị, để quý vị nên theo. Và quý vị có thể thấy trên màn hình đó, quý vị có thể chép xuống những cái hướng dẫn, năm hướng dẫn này, rồi từ từ mình để đó, mình làm những cái phương châm đó, cho mình học, thì chắc chắn là quý vị sẽ tiến bộ rất là nhanh, cũng như là sẽ không quên những cái điều mình đã học trong cái tuần trước. Vâng, cảm ơn diễn giả Phạm Gia Đại rất nhiều. Cái bài giảng rất là hay. Và có một điều quan trọng nữa, đó là khi mà chúng ta gặp người mà nói tiếng Anh, tức là không phải nói tiếng Việt với chúng ta đấy, thì chúng ta đừng có ngại, chúng ta phải cứ nói bừa đi. Nói bừa đi rồi có sai thì nếu mà những người đó sẽ sửa cho chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta cứ mất cỡ miệng không nói, đó là chúng ta học bao nhiêu nữa. Trước chúng ta đã học một cái thành ngữ rồi. Vâng. Chăm hay không bằng tay quen. Dạ đúng vậy. Tức là practice makes perfect. Perfect. Dạ đúng vậy. Đó là cái thành ngữ chúng ta học. Vâng. Và xin mời diễn giả Phạm Gia Đại có thể nhắc lại cái giờ phát hình của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã trong năm qua đã theo dõi chương trình Bạn Đọc Anh Ngữ của hai anh em chúng tôi. Và ngày hôm nay khi phát hình thì chỉ còn ít ngày nữa là đến trước thềm năm mới Tân Sửu. Chúng ta sắp bước qua cái năm Canh Tý, qua năm Tân Sửu. Tân Sửu. Dạ dạ. Và chúng ta qua năm mới gọi là năm Con Trâu đó quý vị, là Tân Sửu đó. Thì chúng tôi chân thành chúc quý vị, tất cả quý vị khán thính giả xa gần của VKL TV nói chung, cũng như các chương trình Bạn Đàm Anh Ngữ Thiên Hạ Sự, một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe may mắn. Vâng, và diễn giả Phong Gia Đại cùng với Trọng Địa cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và mong rằng quý vị luôn luôn tiếp tục yêu thương các chương trình có trên VKL Television. Diễn giả Phong Gia Đại và Trọng Địa xin trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới, tức là chúng ta sẽ bước vào chương trình đầu năm Tân Sửu, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.